Khoảng tí thôi. Đẹp quá. Xòe. Hơi vướng cảnh. Vẫn xòe. Xòe mềm à? Xòe mềm. Đều phải xòe mềm không? Vẫn hót xòe. Xòe mềm à? Di chuyển ra khỏi cái chỗ um tùm xem. Đấy, cũng cứ bản xòe ra đây này. Lại xuống rồi. Vướng quá. Con này sẽ mềm đến 90%. Ở đây không có chỗ nào treo tốt hơn. Vẫn cứ vẩy đuôi tít trong bụi này, nhìn đang thoáng qua. Vẩy. Vẫn cứ đứng cạnh cạnh mùi. Nó ở trong cái lá cây một chút. Nên rồi. Đuôi vẫn xoay dài. Di chuyển lên cho rõ xem. Đấy. Xòe. Và nhìn rõ bàn đuôi chưa? Lúc nó hót ấy, là đuôi đánh lắc nó xòe rồi. Quay đầu sang bên kia. Thank you.
đứng đấy đang suốt giờ đấy chứ. Đuôi cứ phập phùng đánh ngất đuôi. À, nhìn thấy trong bụi qua vẫn thấy. Đấy, anh em nhìn thấy đuôi chưa? Hót nó vẩy ra. Đấy. Không lấy câu được.